chị và các bạn nha. Hôm nay Ly lấy hộp mấy cây xà lách để hôm sau Ly gieo. Anh chị và các bạn coi nè, bây giờ nó ra bông rồi, Ly thấy nó có hộp đen nè. Nên chào các anh chị và các bạn. Để Ly đeo cái mask vô, tại vì mấy cái trắng trắng này nó sẽ bay vô. Cái này xà lách đó các anh chị và các bạn. Cắt hết đi để lấy cái chỗ kiếm cái gì trồng đó. Có gì trồng không em? Dạ, Ly cầm nó lại. Tại sao con ong nó chui vô đây được? Hay vậy? Đó, nó chui trong lỗ đó nè. Chị lâu lâu anh thấy đất nó rớt ở đây. Rớt làm ổ trống lắm á. Đi cầm vô cái bọc ngủ xong rồi Ly mới cắt. Không, cắt đi, tại vì em vũ xong anh cũng cắt hả? Phải không? Wow. Xong rồi cái đợi mấy cái cây này nó khô á là nó rụng cái hột xuống một cái. Nó sang năm mình gieo đã luôn. Để trong cái bọc luôn ha. Ừ, để trong bọc vậy luôn. Đợi cho rụng hết hột luôn. Giống là lần này em làm đúng. Cây nó già nó cũng cứng ha. Là lúc nó còn trẻ mình ăn được, bây giờ già rồi. Gì là lúc nó còn trẻ, là lúc nó còn non. Trời ơi, em có cần đi học tiếng Việt lại không vậy? Ừ. Anh với em đi học chung. Tại chữ già thường thường nó đi kèm với chữ trẻ, em quên. Chứ... em đăng ký đi học rồi, luôn tiện đăng ký cho anh luôn. Cái đó thì đúng rồi. Rồi xong bọc rồi nè. Mình đã dở tiếng Việt gặp bà xã này còn dở hơn nữa. Dạ. Sao mình khá được? Thêm lấy thêm bọc nữa để nè. Cái bọc này trên Amazon có bán á mọi người. Nguyên một cái thùng 500 cái luôn mà. Thùng 500 cái có 5 đồng phải không? Không phải, 25 đồng. Ồ, 25 đồng. Mình nói rẻ rẻ, cả nhà kêu mua dùm đi, mua dùm đi. Lúc đó mình phải bù vô thêm 20 nữa mệt. Năm trăm cái hả? Có 25 hả? Ừ. Cũng được. Cũng được ha, rồi hả? Xài thoải mái luôn. Tại bây giờ đi chợ một cái nhiêu tiền? 10 sen hả? Ừ, 10 sen một cái. Cái này cần tay nè. Bà xã chỉ có nhớ học sòn thôi chứ mấy cái học khác thì không có nhớ. Cái đó thì quá đúng luôn. Học sòn là không bao giờ nói lộn đâu. Em thích. I know. Anh không thích. Sao không thích? Anh không có thích học sòn. Anh mua cho em thích là được rồi, ok? Thì anh mua cho em rồi anh tốn tiền cho nên không thích. Cái gì của em là của anh mà, đúng không? Anh cứ nghĩ vậy á, anh không bao giờ đâu. Phải không? Bây giờ đưa cho anh vài trăm coi. Vài trăm mà anh cần làm gì? Của em cũng của... hỏi làm gì? Em nói của anh cũng của em, mày đưa đây. Còn cây nữa. Cây cắt này đi. Còn non quá. Không, cắt luôn, anh nhổ hết á. Không, em không lấy hộp, anh nhổ đi. Ừ, nè lấy cây này nè. Không, không, bây giờ em phải cắt mấy cái cần này. Còn một cây nè. Nó xà lách. Ừ, em không lấy luôn. Cắt đi, em nhổ hết để em cho cái khác nó lên mà. Em cắt cái cần này để tối mình vô mình nấu canh canh ngót ăn với bún. Bây giờ cắt hột xong rồi, giờ cắt rau để tối hai vợ chồng nấu canh lá khô nè. Nấu canh ngót ăn. Canh gì? Canh ngót. Canh bồ ngót hả? Không, canh ngót là có cà với cần này nè. Với hành tây á. Mình nói gì nghe không rõ vậy trơn à, tháo mặt nạ ra đi. À quên, tại vì nó hết cái lông rồi. Hết phấn của xà lách chứ không phải hết lông. Anh mệt quá. Bữa nay mình tiếng Việt mình giỏi, bữa nay thôi.
được ngất rau để mình nấu canh ngót. Rồi này là hộp xà lách, này là hộp cần. Sang năm á Ly sẽ gieo. Nhớ né né cái cây rau răm của em nha. Cắt luôn đi. Không, không chịu đâu. Cắt bỏ từng khúc dần dần, bỏ vô thùng rác cho nó dễ. Vậy mà anh nói là hướng dẫn các anh chị và các bạn. Thì hướng dẫn cắt từng khúc này nè. Cái tay nghề của anh ta còn cao hơn anh. Anh là bà đang. Không, cái này anh hướng dẫn cắt bỏ rác mà. Không. Đâu có hướng dẫn trồng đâu. Không dám hướng dẫn trồng. Không hướng dẫn trồng không dám đâu. Hướng dẫn bỏ thùng rác thì được. Cây có cây em trồng để như gì? Một cây nó cũng quý nữa. Mà xới đất lên mà. Thôi, xới né né nó đi. Một cái vườn rau nhỏ xíu trồng cây cũng quý nữa, anh cứ vậy hoài. Sang năm đi, em trồng cả đống cả làng rồi, lúc đó anh muốn làm gì anh làm. Biết không? Đống rồi cả làng nữa. Tại sao cả đống rồi cả làng? Nói cả xóm này hả? Cả xóm đâu, đây đâu có xóm đâu. Xóm nữa, xóm nhà mình nè. Ơi, cái bắp cải nó lên nè mọi người. Lên đâu mà lên. Cải bắp nó lên đây nè. Không lên đâu, chết rồi. Cây cải bắp thảo sắp chết rồi. Chết hết rồi. Lên đó. Wow. Đó, cái cách nhỏ đó mới đúng. Gốc ghế không à, trồng nguyên cái thùng này bằng cùi không ăn được một cây nào luôn. Thôi đừng nói nên mệt quá. Mắc cỡ quá. Em mắc cỡ chứ đâu phải anh đâu. Anh cũng mắc cỡ chứ anh là người làm đất mà. Bây giờ phải tốn sức để nhổ lên nó mới dê. Tốn nhiều nước lắm mà mấy cây xà lách này. Lấy được mớ hột. Lấy được mớ hột thôi. Anh nhổ chân xà lách mà anh đâu có nhổ chân em đâu mà em la. Em mà để ý nãy giờ hả cây đó máy quay phim em chưa dời đi luôn á cho anh biết cho. Đừng nói. Có gì trồng không? Dạ, yeah, để anh làm đất được ngon lành đi, bắt đầu mình trồng khác chưa? Ok, làm đất luôn ha. Dạ, yeah. Giờ hai vợ chồng Ly sẽ nhổ xong này sẽ vô trong nhà làm cái gì? Làm bún cá với canh ngót. Ngót? Canh ngót hai vợ chồng mình ăn. Còn cái... cái khứa cá thì kho cho hai nhỏ ăn. Đó là như vậy á. Em có cắt rau gì không? Hả? Có cắt rau gì không? Không. Nay nấu canh ngót, nấu cái đó với cà chua thôi. Với lại cần tây thôi. Để cho mấy bạc hà nó lên. Ở bên Ly là 6 giờ rưỡi tối á mọi người. Xế chiều rồi. Anh dọn dẹp ở ngoài xong chưa? Xong rồi. Nè em vô tranh thủ nấu nồi canh ngót cho anh ăn nè. Mình có cà chua. Đây là canh ngót đó hả? Đậu hũ. Ừ. Canh ngót anh tưởng đâu canh bù ngót. No. Rồi cá thì Ly đã luộc sơ rồi nè. À, ăn với cá hả? Dạ, đậu cá. Còn cái thịt cá Ly kho cho hai đứa nhỏ nè. À, mấy đứa nhỏ nó thích ăn cá lắm. Dạ, cho nên này là cá hai kho. Đứa nhỏ. Còn hai đứa lớn thì, hai đứa nhỏ là cá kho, còn hai đứa lớn là nồi canh ngót nè. Còn này là rau mình hái ngoài nè mọi người. Ủa. Cái rau cần hồi nãy Ly cắt đó. Ừ. Đó. Giờ mình nêm cây nhà lá dừa. Nêm nếm chút xíu cái mình cho ra tô ăn với bún. Cây nhà lá dừa có gì ăn lấy không? Dạ, mình cho vô đường nè. Mình cho đó. Được mình cho đường vô hay là mình cho vô đường?
cho đường vô nồi canh. Ừ, cho đường vô. Em nói cho vô đường. Bữa nay tiếng Việt em dở hơn tiếng Việt của anh rồi. Mình nêm như là nêm canh chua vậy đó mọi người. Chua chua hả? Này ăn chua chua hả? Đúng rồi, như canh chua vậy đó. Nhưng mà tại vì cái đầu cá vậy là phải bỏ me hả? Ly dùng cái bột me nè. Bột me hiểu hình không? Đầu cá xương ra ngoài cho nên bỏ một chút đậu hũ vô. Đó mình bỏ bột me vô. Đường, bột me rồi muối. Bỏ thêm muối vô cho nó đậm đà. Đúng rồi, bỏ muối. Nhưng mà cái chanh này phải có nước mắm nữa. Bột ngọt nữa. Không, không ăn bột ngọt. Quên nhà không có ăn bột ngọt các anh chị. Bỏ nước mắm, ăn nước mắm. Ừ. Nhưng mà thường thường canh chua với lại canh ngót gì mình phải phi lên một ít tỏi cháy nha mọi người. Cái này tỏi cháy hả? Tỏi cháy, phi lên để chút mình cho ra tô ăn cho nó thơm. Cho ra tô mình mới bỏ cái hành phi đó vô. Đúng rồi. Giờ cái cá này á thì Ly đã luộc sơ rồi, nhờ mình ăn bao nhiêu mình bỏ vô bao nhiêu, chứ Ly không muốn bỏ hết nó nát á. Ly thích ăn đầu. Vậy em ăn đầu đi, anh ăn thịt. Đúng rồi. Còn các anh chị muốn ăn gì nói để bỏ vô luôn. Cho các anh chị em nói thôi ăn đậu hũ. Cá đầu không xương không có gì đâu ăn. Ăn chút bắp cải vô. Ăn cho nó giòn giòn. Bắp cải vô ha. Ừ. Quà nhìn cũng hấp dẫn quá các anh chị. Đó, một nồi luôn nè. Chút mình bỏ bún vô nó sẽ bị lạc. Thôi mình ăn với bún hả? Tí đường đi. Luộc bún chưa? Luộc rồi. Có cần anh phụ luộc bún không? Không, luộc rồi. Em lúc mà anh dọn dẹp em tranh thủ trong tay xong. Wow. Giỏi vậy, bà xã nhanh tay vậy. Nhanh lắm. Trường dọn dẹp ở nhà xong rồi vô tắm xong rồi thấy đồ ăn xong rồi. Rồi mình bỏ cái cần vô cho thơm nè. Rồi chờ nó sôi múc ra là mình ăn thôi. Đúng. Trường và bà xã mời các anh chị nha. Bún đầu cá, bún thịt cá, bún canh ngót, bún canh ngót nha. Nè, vậy mình ăn cơm canh ngót được không chị và các bạn? Hấp dẫn không các anh chị? Ngon ha. Sao tô của em nhìn nó đỏ đỏ, tô anh không có gì anh đây nè. Có cà chua nè. Đời đỏ đỏ xanh xanh nữa. Đỏ đỏ xanh xanh. Giống như mấy đứa nhỏ vậy. Bữa nay cho uống trà đá không xã? Ừ, nay trà đá mà trời nóng quá. Gần 100 độ luôn các anh chị. Chiều rồi á, 7-8 giờ tối rồi mà. Yeah. Nóng quá trời nóng. Đi làm về hai vợ chồng vô bếp rồi nấu ăn liền vậy đó mọi người. Nóng quá đi làm mới uống nước thôi. Có đậu hũ nè. Thử à. Ăn với nước mắm ớt nếu mà các bạn ăn cho. Mời các anh chị nha. Về nhà thì tranh thủ chạy ra tưới cây làm vườn chút xíu. Làm chút xíu vườn rồi chạy vô nấu ăn. Đó là cuộc sống mà hàng ngày ở đây nó vậy đó các anh chị. Hay làm có gì vui không? Có gì vui hết trơn á. Tại vì á, mùa này là mùa bịt mặt bịt mũi khó chịu lắm. Mùa dịch bệnh á, đâu có tụ hợp lại được đâu, nói chuyện 8, 9, 10 gì đâu. Mà anh nay mới ngồi một góc làm mà tranh thủ. Cứ nhìn đồng hồ qua nha mọi người, mong cho về. Hồi trước làm cần nó tăng giờ, tăng ca overtime. Giờ cứ nhìn đồng hồ, biết rồi. Mấy ông chủ mừng lắm. Sao mà công nhân hồi lúc mà không có dịch đó, tụng 3 tụng 7 rồi nói chuyện tùm lum hết trơn không chịu làm, mà bây giờ mà nay nấy làm không có nói chuyện mà cũng mừng lắm. Phải vậy không? Phải. Phải không? Mùa này hãng xưởng nó bị lỗ á. Hãng xưởng đóng cửa quá trời luôn. Ừ, ở đó mà mừng. Anh nói mừng là mừng á. Mừng là không có thấy tụi em nói chuyện tụm 3 tụm 7 thôi. Không có 8, 9, 10 nha. Ừ. Không có nhiều chuyện như trước.
giờ làm im ru rồi mọi người sợ. Mình nói chuyện á mình sợ. Người ta nói chuyện người ta cũng sợ. Nói chung sợ qua sợ lại vậy đó. Mà Ly á đeo một cái mask ở trong, bịt thêm cái khăn, thêm một cái face shield nữa. Mỗi lần á uống một miếng nước thôi hả? Khổ gì đâu luôn á. Đúc cái ống hút vô cái gì nè. Em không biết làm cái đó hả? Ơi. Muốn anh chế cho em không? Wow. Làm cái ống hút á, mình đút vô cái mask, chừng nào uống nước để ống hút vô thôi. Khổ lắm mọi người ơi. Chai cá nè. Wow, ướt chai cay, ướt này cay không? Cầu mong sao cho nó mau hết dịch bệnh hoặc là có thuốc gì đi, chứ nhờ kiểu này á quá là mệt mỏi. Trước khi đi vô chỗ làm á, ta phải test cái thêm ở chợ. Ừ. Mỗi lần đi sáng vô làm là nó chĩa súng lên đầu. Này phải mua một cái để ở nhà trước khi mình đi vô nhà, mình chĩa thêm cái nữa. Mà anh biết sao, lúc nào trong tay mình cũng có giấy hết trơn á, tại mình mở cửa mình cũng phải dùng giấy để mình mở. Rồi nói chung là nó bực bội lắm phải không? Bực bội mà nó tùm lum lắm. Hồi trước á mình đi làm mình mang cái vỏ xích lên nhỏ xíu à, chỉ có hũ cơm hay là miếng chanh trái dưa leo thôi. Bây giờ phải mang một cái trò bự, nào là face shield, nào là mask, nào là khăn, rồi nào là áo tay dài, rồi bao tay, đủ thứ ha. Thảm quá à. Người nào người nấy giống y chang, không phải đàn ông ngày xưa đâu có cồng kềnh đâu, cứ đi làm rồi nhiều khi làm biến sách theo ly mì ly, giờ cũng đem vỏ lanh đồ đầy hết trơn. Mỗi lần đứng lên, ngồi chỗ nào đứng lên cái là phải xịt rinse clean. Mình đi restroom xong trở lại xịt rinse, sợ có người lại chỗ của mình ngồi. Phức tạp quá các anh chị, rất là khổ luôn. Giờ là không có cho người khác tới chỗ mình, không được ngồi ghế của mình. Nhưng mà hãng nó bắt là mình cứ đứng lên, đi đâu trở lại là phải clean. Dạ. Phải clean. Mà mình chỗ của mình ăn cũng vậy nữa, trước khi lại là mình phải clean, nó để giấy, nó để phức tạp quá. Dạ, cái thuốc xịt khuẩn cho mình hết ghế mình ngồi, tại vì có camera nha mọi người, nếu mà ai mà không có làm đó là nó thấy đó. Nó thấy rồi, nó cảnh cáo luôn. Không cảnh cáo, đuổi về luôn hả? Tại vì cái luật này đã ra 6 tháng nay rồi, giờ đâu còn cảnh cáo nữa. Rất là mệt. Bữa anh thấy em về sớm có phải anh cố tình không? Chắc chắn cố tình để cho anh ta đuổi về lắm á. Không có đâu, em là người siêng năng nhất luôn á. Phải không? Ừ. Wow. Sao em toàn là đầu cá không vậy? Em thích gặm nhưng mà cầm lên ăn mắc cỡ à. Thôi vậy chào cả nhà đi, cho em ăn thoải mái đi. Chào cả nhà đi để em. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn vui khỏe bình an trong cái mùa dịch này nha, an toàn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho vợ chồng Ly. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và share để Ly có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem cho vui nha. Đi chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Cái câu này thuộc lòng luôn rồi, lần sau để anh nói rồi. Ok.